Trong tương lai, công nghệ giúp cho cuộc sống của bạn ngày một hoàn hảo. Và ngay ở thời điểm hiện tại, bạn cũng có thể tận hưởng những sản phẩm ấy được sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu. Ống nhựa PPR tiền phong nổi bật với tính năng chịu nhiệt lên tới 90 độ C. Ống nhựa PPR tiền phong dẫn nguồn tương lai.